Khách hàng Đài Loan nhất định về Việt Nam vì điều này. Vòng 1 một chút xíu rồi. Yeah. Vòng 2 thì nó đồ sộ nhất luôn. Yeah. Khi mình đi đứng nó cũng nặng nề, yeah, nó khó chịu. Giả sử mình mà không biết tới gan gu á, gần như mình phải đeo cái này suốt đời luôn. Dạ yeah, đúng rồi. Còn không là mình phải đi hút mỡ. Mà yeah, hút mỡ nó đau lắm. Có nhiều người nói với anh là hút mỡ mình. Mà trước kia thì anh cũng làm hút mỡ. Khi mình hút mỡ thì thường nó đau một tuần, đau 3 tuần, thậm chí là đau cả tháng á. Oh. Đau rất là lâu. Còn khi mà mình làm phụ cho sao này thì khách hàng của mình được lợi nhiều nhất thôi, chứ họ không có đau, yeah, không có ảnh hưởng đến sức khỏe, yeah, mà cái việc mà giảm mỡ trở nên nó nhẹ nhàng, nó giống như đi spa, yeah, đúng rồi, nó không có một cái gì mà phức tạp hết, yeah, thì bản thân em đã trải nghiệm với mọi người đặc biệt thật là yeah, ha, yeah. Bạn giới thiệu tới đây hả? Dạ, cũng hai ngày hôm đó luôn, hai chị em cũng yeah, học luôn, cũng cùng làm luôn hả? Dạ, yeah. Rồi em trải nghiệm có giống như trên mạng bệnh viện nữa không? Dạ, yeah, đúng rồi, yeah. Tất cả là người đặc biệt thật ha, yeah, yeah. Thì ở Gan Gu là bệnh viện, ở đây là bác sĩ làm cho mình, không có kiểu thuê diễn viên về đóng những cái clip mang chắc là giả như vậy. Ở đây là người thật việc thật, mình chia sẻ khách hàng của mình, mà ai họ có nhu cầu mình cứ đến bệnh viện mình làm người thật việc thật rồi, yeah, ha. Nay mới 5 ngày thôi ha, yeah. Em ở Đài Loan về khi em giảm mỡ như vậy em có đi chơi được không? Dạ có, em xuống phòng khám chơi luôn, mới làm vẫn bình thường ha. Cái mục đích của bệnh viện Gan Gu là gì? Muốn đưa tới một cái công nghệ giảm mỡ nhẹ nhàng nhất cho Việt kiều về họ khách nước ngoài tới đây nè. Mình làm xong là ngày hôm sau mình vẫn có thể đi du lịch được. Thì bản thân em này em thấy đi lại bình thường không? Dạ đi lại bình thường. Bình thường hết ha. Da bụng của em co rất là tốt này. Các bạn thấy không? Khi mình giảm mỡ xong á thì cái da bụng này nó co lại rất là tốt luôn. Đó, nó co rất là tốt. Nó co rất là tốt luôn. Tùy bạn này không rạn da. Đó, phẳng rất là đẹp luôn. Đó, tuy nhiên á là sau khi giảm mỡ là trước là mình lớp da này, xong đến lớp mỡ, lớp mỡ xong đến cơ, thì bây giờ là cái lớp mỡ ở giữa là mình đã lấy sạch ra hết rồi, cho nên mình phải luôn luôn mang cái gel, ít nhất là 3 tuần đầu là mình mang liên tục luôn, đó mình mang liên tục là để làm gì, để nó ôm sát lại, thứ nhất là để nó tránh tụ dịch, đó thứ hai là để cho nó ôm sát lại cái eo nó đẹp hơn, thì sau 3 tuần thì gần như là thỉnh thoảng mình đi tìm mình vặn đồ của họ mình có thể cởi ra được. Xong mình mang tiếp, mình cố gắng kiên trì mang khoảng được 3 tháng nó sẽ mỹ mãn. Còn nếu mình không chịu khó được thì không, 3 tuần cũng được rồi, không cần mang nữa nha. Chọn Lipo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,